Hello, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video lần này của mình. Thì video lần này mình xin giới thiệu cho anh chị và các bạn một con máy dũa ha, dũa dùng hơi của thương hiệu đây, Daewon đây ha các bạn ha. Rồi với mã sản phẩm là DGL-380S ha, có tem mã vạch đầy đủ ha. Thì hãng này thì xuất xứ tại Hàn Quốc ha các bạn ha. Thì bây giờ không phí thời gian của bạn nữa, mình sẽ phối hợp ở bên trong con máy đi kèm những gì ha. Đầu tiên thì hãng cho chúng ta đây là một cái catalog ha, hướng dẫn sử dụng và giới thiệu những sản phẩm liên quan ha. Đó. Của Hàn Quốc ha các bạn ha. Đó, máy mài, máy khoan, máy bắp cù lông dùng hơi đồ đều có hết các bạn ha. Rồi tiếp theo là một cái bộ khó ha, bộ mở khó đây ha. Và một cái đầu hơi, 1/4 ha. Rồi, nhân vật chính của chúng ta đây ha. Đây, mình lấy đây các bạn xem. Đây. Thì con máy thì chiều dài thân máy thì nó khoảng 335 mm. Rồi thì con này thì đầu mài của nó gắn được mũi ba ly các bạn ha, gắn được mũi ba ly đó, máy rất là xịn luôn. Rồi ở dưới thì có tem cảnh báo này, tay cầm thì có tem cảnh báo này, mã thì có thông số kỹ thuật này ha các bạn ha. Đây thông số kỹ thuật đây. Đó. Xuất xứ 100% tại Hàn Quốc ha các bạn ha. Rồi đầu khí vào 1/4 và điều chỉnh on off đây ha các bạn ha, nút điều chỉnh on off đây, với lại là công tốc tốc độ không tải của nó lên tới 25.000 vòng trên phút. Nó hàng rất là chuẩn, rất là đẹp luôn. Thì nếu các bạn có muốn quan tâm hoặc muốn biết thêm về cái dòng sản phẩm này thì hãy liên hệ tới số điện thoại truy cập đường link website dưới phần video ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.